Xin chào các bạn đã đến với kênh của Đam Mê Vlog nha. Các bạn ơi, thì cái con chó của mình nuôi là các bạn cũng được 1 năm rồi các bạn ạ. Nhưng mà từ lúc mà mình nuôi nó tới giờ thì mình chưa có tắm cho nó các bạn ạ. Cho nên là nhìn người nó rất là bẩn luôn. Mà nó cũng rất là nhiều mấy cái con bò chết các bạn. Nè, nhiều mấy con bò chết. Ghê lắm. Nó hay vào nhà. Cho nên là hôm nay mình quyết định mình sẽ tắm cho nó sạch nha các bạn. Đây thì mình nghe người ta nói là mua mấy cái chai Coca-Cola, Pepsi rồi nè. Về tắm cho chó là nó sạch bò chết các bạn ạ. Cho nên là hồi nãy mình mới chạy ra ngoài quán mình mua một chai Coca-Cola ha. Về tắm cho nó xem có sạch được hay không nha các bạn. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ mở ra mình tắm cho nó ha. Xì này các bạn, đó, bếp xì chuẩn ha. Đó, đây các bạn, hôm nay mình sẽ tắm cho con chó của mình, cho nó sạch ha, chứ người nó bẩn đó các bạn, nó hay vào nhà mình lắm. Đó, nghe nói là tắm bằng cái Coca-Cola này là nó rất là sạch nha các bạn, đấy, không có bỏ chết. À, chó này hiền lắm các bạn ạ, mình tắm cho nó đứng im re, nó không làm gì hết. Đó. Đã quá đã. Cả năm trời gọi là nuôi nó không tắm cho nó các bạn, mình bận quá. Hôm nay rảnh ở nhà tắm cho chó. Mua Coca-Cola về tắm cho chó ha, cho nó sạch ha. Nó tính chạy các bạn ơi. Đây lại đây. Lại đây. Hôm nay cho con chó mình nó lên màn ảnh nhỏ ha. Coca-Cola nè các bạn. Đấy. Tắm. Nó bọt đây. Ga quá trời luôn. Cái này mà tắm bò chết bay ra ngoài hết các bạn ạ. Đấy. Rất là hay luôn. Thử uống xem có đúng Coca-Cola không nha các bạn. Thử uống xem ha. Có đúng Coca-Cola không ha. Ngon lắm các bạn. Cái đầu mình hơi nhiều chí các bạn ạ. Chắc là khả năng mình cũng phải tắm Coca-Cola để cho nó hết chí ha. Đó, con chó của mình đây, mình tắm cho nó mấy nhiêu thôi các bạn ơi, sạch rồi đó. Sạch mấy con bò chết rồi. Cái đầu mình nói chung là mấy bữa nay vợ mình nó bảo là cái đầu anh nhiều chí quá, cho nên là mình khả năng thử tắm xem có hết chí không ha. Coca-Cola này mà gội đầu là đúng bài luôn ha. Đấy các bạn. Cảm giác rất cho mới các bạn ơi. Đã quá. Hôm nay gọi là chó sạch bò chết, người cũng sạch chí luôn ha. Đúng bài luôn. Nó tính chạy các bạn ơi. Không được, mà ở đây tắm chung với tao mới được chứ. Quá đã. Đúng Coca-Cola, vừa tắm vừa uống. Được. Ga nhiều quá các bạn, uống sạch. Đó. Tối nay khả năng là vợ mình không còn chê cái đầu mình nhiều chí đâu rồi ha. Đã, sướng. Con chó của mình đảm bảo là tối nay nó vào nhà sẽ không còn mấy cái con bò chết nữa nha các bạn. Đấy. Mấy con chó bò chết ghê lắm, nó vào nó cắn người ngứa đó các bạn. Mình cũng phải tắm cho hết chí các bạn ạ. Đã quá. Quá sướng. Rất là tiện lợi luôn các bạn, vừa được tắm mà còn vừa được uống nữa. Đấy, sạch bò chét nè, sạch chí nè, đúng bài luôn. nó bỏ chạy các bạn ơi. Để mình phải lại mình lấy nước sạch mình tắm cho nó đã. Rồi, vừa hết chai Coca-Cola, người cũng tắm xong và chó cũng ok luôn nha các bạn. Đấy. Đây. Con chó của mình đây là lúc mình bắt nó về là nó nhỏ xíu các bạn ơi, mình nuôi được 1 năm thì bây giờ nó bự cỡ này rồi nè. Đó, giờ chắc cũng được 5 kg rồi đó. Nó tăng ký nhanh hơn mình tưởng luôn á. Đấy. Thì hôm nay mình làm cái clip tắm cho chó này để cho các bạn xem ha. Rồi về các bạn nào mà
chó mà nhiều bò chết á, thì mua Coca-Cola về tắm cho nó nha các bạn. Đấy, nếu mà người đầu mình vô trí thì gọi là tắm luôn cho cái đầu ha. Tắm luôn cho cái đầu khả năng là sạch trí các bạn. Đấy, chứ không cần phải dùng dầu gội hay là ba cái thứ gọi là thuốc đồ gì đó để mà làm cho sạch trí đâu. Coca-Cola tắm là hết trí rồi. Thôi mình chào các bạn nha, mình chúc các bạn xem video vui vẻ nha.